chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quyển truyện Kiều Đối Chiếu. Và ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong quyển Kim Vân Kiều Truyện để xem Vương Ông có chịu ký vào tờ giấy bán con gái mình hay không. Hồi sáu, gái hiếu bỏ mình để làm việc hiếu, đâu đã dễ dàng. Cóc vàng nghiêng núi, tiêu uổng số vàng, không hề khó nhọc. Nhắc lại hồi trước Vương Nguyên Ngoại không chịu ký vào hôn thư, mọi người xúm lại khuyên giải. Ông chị cúi đầu lặng lặng, hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng. Thủy Kiều nóng ruột nói thẳng với cha rằng: "Cha ơi, nếu cha không ký, tất nhiên là việc không thành. Mà việc không thành thì cha bị chết, tính mạng em con cũng khó bảo toàn, gia đình rồi đến tan nát. Sống mà nhìn cái cảnh thảm ấy, chẳng thà chết trước cho rồi." Nàng nói đến đây thì nghe đánh ầm một tiếng, nàng đã tự đập đầu vào cột, đương nằm sóng sụp dưới đất, chỉ còn cái xác không hồn. Vương Ông thấy vậy, lo sợ hết vía, vội vã ôm ghì lấy con, vừa lay vừa gọi: "Con ơi, con tỉnh lại đi, con tỉnh lại đi, con hãy mở mắt mà coi, cha đã ký xong rồi này." Ông gọi đến mấy chục lần mà nàng vẫn còn thiêm thiếp. Rồi cả Vương Bà, Vương Quan, Thúy Vân, cả nhà xúm lại khóc than kể lể. Mãi sau vậy, răng đổ nước vào miệng, bấy giờ nàng mới sực tỉnh, mở mắt thấy cha nàng vội nhắm nghiền lại rồi nói: "Cha ơi, cha không muốn ký, sao cha còn đổ nước để con sống lại làm gì?" Vương Ông đáp: "Cha ký đây mà." Cả nhà cũng nói: "Ông ký là phải." Thủy Kiều thấy cha bằng lòng thì lại vừa khóc vừa nói: "Việc này ví thử không xong, tất nhiên cả nhà đều chết, dòng dõi họ Vương chẳng còn sót lại móng nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách khó bỏ tấm thân này đi thì mới cứu vãn được tai vạ ấy." Thế mà từ nay, ký cho xong chẳng nói làm chi, nhược bằng không ký, thời tấm thân này chẳng liều với mũi dao nhọn cũng phải treo lên một đoạn dây thừng, hay là lao xuống đáy sông, nhảy vào đống lửa để mà tìm lấy cái chết, chứ quyết không chịu sống để nhìn thấy thảm trạng gia đình chết chóc, tù tội, tan nát điêu linh trong cái trần gian địa ngục. Vương Bà nghe con nói những điều đau xót như vậy, cầm không đặng, vội bảo con rằng: "Con ơi, mẹ chưa hạ bút vào đây, thì con còn là con gái của mẹ. Một khi hạ bút ký rồi, thì con trở lên người nhà họ Mã, như vậy thì mẹ ký kết làm sao?" Thủy Kiều: "Mẹ ơi, xin mẹ nghĩ lại, ví thử con ốm con chết thì mẹ xót thương, nhưng mà ngày nay con đi lấy chồng, chưa có chết đâu mà mẹ khổ." Vương Bà nghe nói như thế thì cũng cầm bút ký luôn, rồi trao lại cho Vương Quan. Vương Quan đỡ lấy rồi lại nói với Thúy Kiều: "Chị ơi, người xưa thường nói, nuôi con trong lúc tuổi già, vậy thì ngày nay cha mắc tai nạn, việc bú rìu đau khổ, bổn phận em phải chịu thay, chứ để chị bé mình chuộc tội thì em sao nỡ." Thủy Kiều: "Hiền đệ ơi, chị đây phận con gái có đáng kể gì, chữ tấm thân của em mới là hệ trọng, vì trong lên trên còn việc thờ phụng tiên tổ, thứ nữ còn phải báo đáp cha mẹ, xuống dưới còn phải gây dựng con cái để sau nói dỗi tông đường. Ngày nay chị không đền được ơn của cha mẹ, việc đó chị cũng trông ở nơi em nên thay chị hầu hạ cha mẹ cho tròn chữ hiếu, thì chị ở có chết cũng trốn tha hương, vong hồn cũng đặng mát mẻ." Vương Quan nghe Thúy Kiều nói xong, không nén được nỗi cảm động, khóc nên hu hu. Rồi Kiều cũng khóc. Trung Công thấy vậy can rằng: "Cậu Vương Quan ơi, lúc này không thể khóc mà xong việc, cậu nên ký để còn nhận bạc thu xếp các món, chứ không thể nào để chậm được đâu." Thúy Kiều nghe xong cũng gạt nước mắt bảo Vương Quan rằng: "Hiền đệ ơi, Trung lão gia nói rất phải, trong lúc công việc khẩn cấp mà chị em ta cứ ngồi khóc mãi, phỏng có lợi ích gì, thôi thì em hãy ký đi kiểu nhỡ công việc." Vương Quan không nỡ từ chối, cầm bút ký xong, trao tay cho Thúy Kiều. Thúy Kiều đưa cho mụ mối liền trao thẳng cho Mã giám sinh. Giám sinh xem lại cẩn thận rồi gọi mấy người nhà lấy bạc ra trao, hiện rằng đây là đủ số 450 lạng đó. May mà nàng cũng cẩn thận đếm lại, tất thì thiếu hẳn 5 lạng. Nhắc đi nhắc lại mấy lần, giám sinh mới chịu bỏ bù vào đủ số. Nhận bạc xong rồi, Thủy Kiều quay lại nói với Trung Công: "Kính thưa lão gia,
Theo lời lão gia chỉ bảo, việc này không thể trì hoãn. Vậy xin lão gia biên cho mấy chữ, nhận số bạc này, rồi phụ thân và em trai tôi cùng theo lão gia vào ngay trong dinh, xem quan chỉ giáo ra sao. Và cũng chớ quên, nếu quan nhận lời, thì cũng có gì để làm bằng cớ. Rồi thu xếp công việc, kính mời lão gia quá mụ về đây, uống với cha tôi mấy ly rượu nhạt, tôi xin cắm sẵn để chờ. Trung Công mỉm cười, cô nương xử sự thật là chu đáo. Vậy lão gọi em Trung Cần sang đây giúp đỡ một lát. Còn việc giấy tờ riêng thì đợi khi chúng tôi vào quan xong hết mọi việc, rồi lúc trở về hãy viết cũng được. Vậy mà quý khách cũng nên đi với chúng tôi, đến trước mắt quan, ông muốn yêu cầu việc gì cũng tiện. Nói xong, Trung Công gọi chất dịch Bân Lan viết tờ đảm bảo và bảo kiếm một chiếc hộp bỏ bạc vào trong, rồi cùng kéo nhau vào thành. Đến Tây Binh Mã, Trung Công đưa cho cha con viên ngoại vào thẳng trong nhà, đặt lễ lên bàn rồi mới trình bày công việc. Dương Binh nhận lễ xong rồi, tỏ vẻ ôn tồn, tuyên bố: việc này bổn chức đã nghe công sự kể rõ, họ Vương muốn nhà nề nếp, nghị cũng thương tình. Vậy mà đã có xóm làng bảo là oan, bổn chức cũng lấy lễ công bằng mà xử đoán, và truyền cho đầu đảng bọn cướp không được xưng bậy đến cha con họ Vương. Thế là xong việc. Truyền bảo xong, quan liền cất tờ bảo đảm vào trong tủ, rồi trao cho Vương Ông một tấm chỉ bài làm bùa hộ mệnh, rồi sai tháo hết xiềng xích cho cha con họ Vương. Cha con cúi đầu tạ ơn lui ra. Trung Công lại dẫn Vương Ông đến chỗ giam bọn cướp để nói với chúng phản cung và xin tặng 50 lạng bạc, gọi là món tiền chuộc mạng. Bọn cướp rằng: cha con ông này với chúng tôi đây thực sự không phải đồng đảng, chỉ vì trước đây ông đã cùng chiến với chúng tôi mấy bữa. Ngày nay chúng tôi bị bắt, ông ấy lờ đi không hề hỏi han tru cấp, vì thế chúng tôi mới xưng để bỏ rõ ghét. Còn như ngày nay, cha ông ấy đã biết cư xử, và Trung lão gia đã bảo, chúng tôi đâu dám trái lời. Điều đình xong với bọn cướp, Trung Công lại bảo Vương Vi ngoại công 5 lạng bạc đưa sang hình phòng, kể rõ câu chuyện. Các viên hình phòng thấy đều vui vẻ, giờ sổ tù phạm xóa tên cha con họ Vương rồi ấn tín lên trót. Thế là công việc hoàn toàn thu xếp xong xuôi các món. Bây giờ cha con Vương Viên Ngoại tự do rút bỏ bộ áo tù, ra phố mua ngay áo mới để thay. Thay xong cùng kéo nhau về. Thật bước vào nhà nói ngay là việc đã thanh thỏa. Cả nhà thấy vậy hoan hỷ vô cùng, vội đưa ông và cậu vào trong tắm rửa sạch sẽ, rồi mới trở ra bái tạ. Trung Công tiếp chuyện mà giám sinh với mụ mối, còn Trung Công thì bảo lấy bút mực viết một tờ đảm bảo công nhận họ Vương không dính líu gì đến vụ bán tơ, trao cho viên ngoại chấp chiếu. Vừa lúc ấy thì bọn công sai kêu đến đông đủ, và đồng thanh cũng nói: chúng tôi nghe tin Vương lão gia và cậu đã được phóng tích, nên rủ nhau đến chúc mừng. Trung Công đỡ lời: may quá, anh em đến vừa gặp dịp. Hiện thời Vương ông có tấm lòng tốt muốn tặng anh em 50 lạng bạc, số bạc ấy còn để kia, vậy thì anh em nên lấy làm tờ ký nhận, rồi sẽ chia nhau đánh chén cho vui. Bọn công sai thấy người cấp trên sự phân minh như vậy, thì đồng thanh cùng nói: việc này do Trung lão gia thu xếp, anh em chúng tôi tất phải tuân theo. Vậy xin đa tạ Vương lão gia đã có lòng tốt, và một lần nữa xin chúc gia đình lão này từ nay về sau được hưởng mọi sự yên vui. Nói xong, mọi người làm tờ ký kết cảnh bạc chia nhau, rồi cùng giải tán. Trung Công thấy bọn công sai đi rồi, quay lại nói với Thúy Kiều: cô nương ơi, chỉ vì cô nương có lòng hiếu cảm, nên đi tới đâu, hễ hơi mở miệng là việc xong xuôi. Nguyên hai món này đã đổi được 100 lạng bạc đó. Kiều đáp: đó là nhờ ơn lão gia cho nên tới đâu cũng được thuận lợi. Chúng tôi nhận thấy việc của gia đình nhà cháu chuyến này, lão gia thực sự đã hết lòng giúp đỡ. Vậy thì chỗ 100 lạng còn lại xin trích ra một nửa, kính biếu lão gia để gọi là thù lao chút đỉnh, mong rằng lão gia chiếu cố cho. Trung sự không đợi Kiều nói hết lời, vội vàng xua tay nói chặn: chết nổi, cô nương đừng nên nhắc tới chuyện đó. Ngày nay cô nương đã phải bán mình để chuộc tội cha, thì số bạc ấy nó là gì mà lão lại nỡ ăn chặn. Lão xin nói thật, đúng trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình cô, ví phỏng lão đây là người phú hộ, lão quyết bỏ ra số bạc gửi cho Tôn Công
để cho cha con cũng như gia đình nhà cô khỏi phải chi rẽ, đó cũng là việc để phúc về sau. Chỉ tiếc có một nỗi rằng lão có tâm mà không có hàng sản, cho nên lão đành phải chịu, chứ đâu dám nghĩ câu chuyện thù lao. Cô nương đây thử nghĩ mà coi, phí phỏng lão đây thấy cụ tối mắt thì công việc này lo gì trăm lạng chẳng về tay lão, mà lão lại đi ngửa tay nhận lấy 50 lạng vàng của cô nương. Thôi, chuyện bạc tiền cô đừng nhắc đến nữa, cô nên để lại cho gia đình làm vốn sinh nhai, và những tờ quan hệ cô nên thu cất cẩn thận, đó là công việc cần thiết hơn cả. Thủy Kiều thấy Chung Công chối từ thì vẫn cố nài, muốn để Chung Công nhận cho chút định thì mới yên dạ, làm cho ông phải phép cấu, nói thẳng ngay rằng: tôi đã bảo không nhận, thì dẫu có gấp ngàn vạn tôi cũng không màng. Vì tôi mà nhận số bạc của gia đình cô thì gia đình tôi cũng sẽ gặp tai biến, con gái của tôi cũng phải bán mình. Tôi xin thề độc như vậy, để cho cô hiểu tấm lòng của tôi không như kẻ khác. Thủy Kiều nhận thấy Chung Công khó chịu về việc tiền nong nên phải nói sang chuyện khác. Thôi, xin lão gia khỏi cần thề thốt, còn ai chẳng biết lão gia là bậc trọng nghĩa khinh tài, nhưng chúng tôi đã từng chịu ơn lão gia rất lớn, thì đâu lại có nghĩ cách báo đền. Âu là lão gia vui lòng nhận cho Thúy Kiều đây còn được làm nghị tử, để con cầu trời khấn Phật phù hộ nghĩa phụ sẽ được phúc lộc song toàn. Vừa nói nàng vừa thụp lại, Chung Công vội đỡ không kịp, đành phải nhận lấy hai lạy của nàng. Rồi ngay lúc ấy, mâm rượu bưng lên, vương ông vội mời Chung lão và các người cùng vào dự tiệc. Chưa biết trong buổi tiệc đã nói chuyện gì, chúng ta hãy đợi hồi sau sẽ phân giải. Và hồi tiếp theo chính là hồi số 7. Thiện Thùng thư với cha mẹ cho trọn mối tình, nhẫn nhục hét khúc cùng thư sau giờ thoát tiết. Nhắc lại lúc ấy gia đình viên ngoại đã sửa soạn xong tiệc rượu, vương ông mời khách vào dự. Tiệc ở nhà thì có mà giám sinh với cha con Chung Công và vương viên ngoại, tiệc ở nhà trong thì có mụ mối hàm của mẹ con vương bà. Sau khi mỗi tiệc đến nửa chừng, họ Mã đứng dậy nói: thưa vương lão gia, hôm nay việc quan đã được thanh thỏa, cho còn lại lệnh ái, mong rằng lão gia cho phép đến sáng ngày mai làm lễ quá môn, đặng cho tiểu tế trở về quê quán. Vương ông đáp: thế thì gấp quá, mong rằng quý khách hãy hoãn và lại vài ngày nữa để cho lão phu sắm sửa chút ít quần áo, rồi đến ngày mốt làm lễ quá môn, tưởng cũng chưa muộn. Chung Công thấy vậy cũng nói tiếp luôn: phải, quý khách nên hoãn cho đến ngày mốt để cho cô nương nhận tôi làm nghĩa phụ, và tôi cũng còn sắm sửa một chút y phục và đồ trang sức cho các cháu đến mừng cô nương. Họ Mã nể lời định phải ưng thuận. Sau này họ Chung, họ Vương thành ra thông gia, vì vua quan sau khi đổ đạt lại kết duyên cùng với con gái Chung Công Sự. Sự thật thì bữa tiệc ấy cũng không vui vẻ, nên ai cũng chỉ ăn uống qua loa. Rồi tan tiệc, Chung Sự nhận thấy họ Mã là khách phương xa, nếu mình ngủ lại nhà họ Vương có điều bất tiện, nên ông vội vã cáo từ ra về. Còn nhà họ Vương thì luôn mấy ngày mệt mỏi, cũng thu xếp đi nghỉ. Nhưng riêng Thúy Kiều thì đâu có nhắm được mắt, trong lúc cả nhà ngủ say thì nàng vẫn còn trằn trọc. Nàng không thể nào quên được chàng Kim, rồi nàng tưởng đến quan cảnh cái đêm cùng chàng thề thốt, và cái quan cảnh ngày nay bỗng phải bán mình. Với cái quan cảnh của Mai Hậu, bao nhiêu thứ quay cuồng trong óc khiến nàng luôn dậm chân khóc chẳng ra tiếng. Ơi Kim Lan, hỡi Kim Lan, thôi thôi từ đây thì vợ của chàng đã phải ôm đèn bước sang thuyền khác. Một mai chàng trở lại đây, nếu chàng là bậc nam nhi có bộ can trường cứng rắn, gạt bỏ thiếp ra một bên thì tội của thiếp cũng còn có thể bớt đi một nửa. Ví vọng khối chân tình chẳng hiểu, chẳng tiêu tan đến nỗi ngày đêm thương nhớ, thì tội của thiếp thật sự không kể xiết. Thôi thì giờ đây, thiếp xin có mấy dòng chữ gửi lại nông nỗi biệt ly. Trước là để tỏ tấm lòng thật bất đắc dĩ, và kêu với chàng về các khổ tâm mà thiếp không còn biết làm cách nào hơn được. Mong rằng chàng cũng lượng thứ cho thiếp. Thang xong, nàng liền xé lấy mảnh quần lụa trắng, cắn ngón tay dự lấy máu, viết một bức thư sau đây. Thư rằng: chàng vừa bước chân đi khỏi, tai họa nổi từ chân tường. Trong ngóng chàng về lòng đau như cắt, chỉ vì cha già mắc nạn, đạo làm con ắt phải cứu cha, nhưng phải ôm cầm bước sang thuyền khác, thực là hổ thẹn cho chàng.
Thèn ôi, dưới nước có cá, trên non có hươu, giống vật còn có lứa đôi, sao mà giống người lại phải chia rẽ? Ôi thôi, thư chẳng hết lời, lời không hết ý, gọi có mấy câu vĩnh biệt, xin ai giữ ngọc nghìn vàng. Dưới đây thiếp lại phụ thêm một chương, vẫn biết nó chẳng thành thơ, nhưng vì muốn tỏ một điểm tâm huyết với chàng, ví dụ chàng có thương thiếp, thì cũng nhận cho thiếp những tiếng khổ phát ra từ tận đáy lòng. Một khúc chia ly đứt ruột tầm, phong thư hồi dáng lệ khôn cầm, mây mờ mặt suối chim thư bóng, khói tỏa quanh họ. Một khúc chia ly đứt ruột tầm, phong thư hồi dáng lệ khôn cầm, mây mờ mặt suối chim thư bóng, khói tỏa quanh hồ cá vắng tâm. Tơ liễu gặp thì buông thước mướt, cành mai tặng khách nỗi xa xăm. Biết nhau thì cũng thương nhau với, vì chú sung gây bước lỡ lầm. Lúc ấy đã sang canh ba, chiều vẫn ngồi khóc nức nở, làm cho Thúy Vân chợt tỉnh, ngồi nhổm dậy, hỏi: Chị ơi, đêm đã khuya rồi, sao chị còn chưa đi ngủ? Kiều đáp: Em ơi, chị đây còn bận tâm nhiều việc, có ngủ được đâu. Vậy hai phong thư này em gói vào một, hãy giữ lấy. Ví thử mai này chàng Kim có trở lại đây, thì em nói với chàng rằng chị đây là kỹ bội bạc, đi theo người khác mất rồi. Nói tới đây thì Kiều lại khóc. Thủy Vân thấy vậy vội vàng hỏi lại: Chị ơi, chị quả là người tình chung, vì lúc tấm thân đã thuộc về tay người khác mà chị vẫn còn luôn nghĩ đến chàng Kim. Đối với cái hẹn nợ tình, chị thật không hơn kém. Chẳng biết rồi đây chàng sẽ báo đáp chị ra sao. Kiều đáp: Em ơi, chị với chàng Kim bề ngoài vẫn chưa chăn gối, nhưng mà trong tâm đã định lứa đôi. Còn như đối với họ Mã, chẳng qua là lúc cấp bách nên mới gán nghị sướng tùy, chứ đâu có phải là người hợp ý. Thèn ôi, chẳng biết kiếp xưa có tội tình gì mà nay buộc vào tơ duyên ấy. Thôi thì từ đây trở đi, chị đành cắn răng chịu đựng, khó thấy mà cũng như không. Tới khi gặp bước đường cùng thì tìm cái chết để cho rảnh chuyện. Vậy em hãy vì chị mà lạy tạ chàng Kim và nói với chàng: Chị đây là cảm tấm tình sâu của chàng, nhưng mà kiếp này đã lỡ, kiếp sau chị sẽ báo đền. Nói xong thì ngất xỉu, tay chân lạnh ngắt như đồng. Thủy Vân thấy vậy hô hoáng ầm lên. Ông bà và Vương Quan giật mình tỉnh dậy, chạy xô vào phòng, chỉ gọi người lay tìm phương cứu cấp. Một lúc sau nàng ngồi thở dài ra mấy tiếng. Ông bà vội hỏi: Cớ sao mà con lại chết ngất đi như vậy, làm cho cha mẹ hoảng hồn? Nghe tiếng mẹ hỏi, nàng từ từ mở mắt liếc qua chung quanh, thấy toàn người nhà. Bây giờ nàng mới ấp úng thư với cha mẹ: Con đây có chút tâm sự, nói ra lúng nhẫn thiện thùng, nhưng chẳng nói ra thì lại phụ tấm lòng với người khác. Ông bà vội hỏi: Con có việc gì cứ nói cho cha mẹ hay. Nhưng nàng lại chỉ khóc hoài chứ không nói gì thêm. Bấy giờ Thủy Vân mới đem câu chuyện gặp gỡ chàng Kim kể qua một lượt, và đưa bức thư cùng các tờ bồi cho cha mẹ coi. Ông bà nhận thấy giữa nàng và chàng Kim trọng trước đây dẫu có thề thốt, nhưng vẫn giữ nàng và giữ được tiết sạch giá trong, cho nên mới đồng thanh cùng bảo: Tâm sự của con trong bức thư này cha mẹ đã hiểu rõ, và sẽ làm theo ý muốn của con, để cho em Vân thay con mà chấp lại mối tình duyên gian dở đó, cũng là một việc rất tốt chứ sao. Thủy Kiều nghe xong vội vàng vái tạ mẹ cha, rồi mới thư rằng: Ví thử cha mẹ thương con mà làm cho thỏa chí nguyện như thế, thì thân con đây dẫu phải làm lễ mọn hay bị chết ở chốn tha hương, vong hồn cũng khỏi oán giận. Vương ông: Con ơi, vì cha mà làm lỡ duyên con, cớ sao con lại nói thế, khiến cha luống nhẫn đau lòng. Thôi thì ngày nay cha nợ ơn con, nguyện rằng kiếp sau con lại hóa ra thành cha mẹ, cha đây hóa ra thành con để mà báo đáp. Nghe tới câu này, ông quá cảm động khóc lên hu hu, làm cho cả nhà cùng khóc. Vừa lúc cả nhà đưa khóc thảm thiết thì ở phía ngoài gà cũng sao xét tan canh. Ông liền vội vã bảo nàng: Con ơi, cha thấy con đã mỏi mệt lắm rồi, âu là con hay ngủ một lát, để cha đi sắm sửa mấy thứ đồ cưới để điển con về nhà chồng.
Vương bà thấy ông bảo thế, lập tức đỡ nàng vào giường đi ngủ. Còn ông cùng với Thúy Vân thì ra ngoài phố, phát mại mấy thứ tư trang, tiền sắm sửa mấy thứ cần thiết cho cô dâu và các vật phẩm đem về dọn một mâm rượu. Dự lúc ấy, ông bà Chung Công và cậu con trai là Chung Cần cùng con gái tên là Tô Nương cũng vừa sang tới. Chung bà vào ngay trong phòng, chải đầu đánh phấn cho nàng và tặng riêng một lạng bạc. Nàng bái tạ xong trở ra tiếp kiến các con Chung Công, rồi cả hai cùng ngồi vào tiệc. Nhưng mà đứng trước bên cảnh như thế, ai mà nuốt cho chạy cổ. Cho nên gia đình, Chung lão chỉ ăn uống qua loa rồi xin cáo biệt. Sáng sớm hôm sau, bên nhà họ Mã đem Kiều sang để đón dâu. Thật trông thấy Kiều, nàng đã bật mình than khóc. Ôi Kim Lan, hỡi Kim Lan, giờ phút ly thân đã đến. Thiếp này không được đoàn tụ, thôi đành đợi đến kiếp sau. Thiếp đây quả thật bạc mệnh, gặp người tử tế chẳng được xung vầy, lại đi ghép vào với kỹ ngây ngô, hét gì một đóa hoa tươi rơi xuống bùng lầy hôi hám. Trời hỡi trời, phi thử rằm cho số phong lưu, thì ngay trước đừng cho tôi gặp người tài bộ, cỡ sao cho gặp mà lại chẳng cho kết mối lương duyên. Thương thay cho nàng, dù lúc còn đang khóc lóc thảm thiết, thì ở mãi ngoài kiệu, người ta cũng đang dục giả, bảo rằng đã tới giờ lành. Thế là một trang tuyệt sắc gia nhân bắt đầu lọt vào tay họ Mã. Nhắc lại họ Mã, nguyên là một vị giám sinh, trước vì ăn chơi quá độ, phung phí gia tài, về sau sang phố Lâm Tri, gặp gỡ chủ tàu xanh, mù đó gọi là Mã Tú, một kỹ không chồng, một kỹ không vợ, chung lưng mở một ngôi hàng, sinh nhai bằng nghề buôn son bán phấn. Nhân vừa cho cưới mấy ả con em, kiếm được 500 lạng bạc. Giám sinh đem số tiền ấy ra trốn kinh thành mua tìm mỹ nữ. May sao gặp được mỹ mối hàm, mụ liền đưa đến xem mặt Thúy Kiều và nói rằng đi mua tiểu thiếp vì muốn khỏi lộ tung tích nên lại nói dối là quê ở huyện Lâm Thanh, chứ không nói ở Lâm Tri. Hôm nay đón về quán trọ, khoản đãi mụ mối xong rồi, họ Mã ngồi lại nhẩm tính một mình. Hừ, ngày nay tao vớ được một trang tuyệt sắc như kia, nay đưa về hành diện, ví thử anh nào muốn mổ hụt trước mà không có mấy trăm lạng thì chớ có hồng. Nhưng rồi y lại tính quẩn, hiện nay mà chưa ra khỏi kinh thành, nếu chẳng với nàng thành thân, nhỡ ra nàng lại kể với cha mẹ, thành thử câu chuyện không hay, âu là ta hãy. Rồi khi về đến hành viện, ta mượn màu trang điểm thì nó vẫn hoàn nghiêng, lo gì số tiền mỗi hộp đó chẳng nằm gọn trong hầu bao ta. Thế thì tại sao ta lại trả đi nước trước? Với bằng con mụ tối kia có biết chuyện thì ta cũng chỉ hòa mất con một buổi quỳ, tường cũng êm chuyện. Tính toán xong rồi, Mã Sinh đứng dậy đón rén đi vào phòng. Nhắc lại Thúy Kiều, lúc ấy chỉ có một mình ngồi trong phòng, nàng cũng phân vân nghĩ ngợi, quái lạ. Anh chàng họ Mã bỏ ra mấy trăm lạng chỉ để mua tiểu thiếp, mà đối với ta khi ra có vị dùng dằn, khi ra có vị vội vàng. Đối với đồng bọc trong khi nói chuyện thì chúng bá đầu bá cổ, chắc hẳn y đã mua ta để làm món hàng kiếm lợi, vậy thì ta phải chết trước đi cho khỏi ô nhục tấm thân. Tính đến nông nổi như thế, nàng đã toan bài tự tử, nhưng sau nàng lại nghĩ rằng người ta bỏ ra một số bạc lớn để mua tiểu thiếp, thế mà mình lại chết trước khi chữa thành thân, nhẽ nào họ chịu? Tất nhiên họ sẽ khiếu nại, liên lụy đến cả cha mẹ. Thôi thì ta hãy ráng đợi, khi về tới chốn, nếu chẳng êm đẹp thì ta sẽ chết ngay tại nhà y, như vậy mới khỏi bận vướng. Nghĩ xong, nàng nhìn lên mặt bàn, thấy có một con dao cạo. Nàng bèn nghĩ đến chiếc khăn tay cũng sẵn, giặt sẵn trong mình. Dù lúc ấy thì tên Mã Huy, tên của giám sinh ở ngoài cũng vừa bước vô phòng, vội vã dục nàng đi ngủ, rồi cởi hộ xiêm y áo đỡ nàng lên giường. Thương thay một đóa trà mi, còn ông bướm tiết gì đến hương. Đoàn Mã Huy nằm ngủ thiên thích, còn nàng thì thâu khanh trằn trọc, thường cho số phận mỏng manh. Nàng bèn bự mút bốn chữ nại kiến cuồng thư, cho ngâm thành chín chương oán giận, chín bài như sau. Bài 1: Cớ sao gặp kỹ đi cuồng, người đâu mà giống như muôn thế này, luôn luôn cắn sụ tối ngày, luôn thường chẳng có ta đây tội gì, ghép vào với nó làm chi. Bài 2: Cớ sao gặp kỹ cuồng phu, thét chi giống khỉ làng nho đâu mà.
lạnh lùng nét mặt trơ trơ. Con chồng con đâu thế ông tơ buộc mình, tội chi hỡi trời cao xanh. Bài ba, cớ sao gặp đứa cùng ngay, hồng nhan bạc phận ta đây bằng cùng. Hóa nên mới phải buộc lòng, nhân duyên đâu thế xứng tòng mà chi, ta đây có tội tình gì. Bài bốn, cớ sao gặp kẻ cùng thư, chồng đâu mà lại đuổi như cha già. Ấy quân biệt bợm gian tà, thèn ôi sao nỡ buộc ta vào hùng, tội chi cho mấy cho can. Bài năm, có sao gặp đứa ngu đồng, tam xà mặt quỷ, ấy quân vô loài, vào ra ăn nói dông dài, chồng con đâu thế, sao ai buộc mình, ta đây nào có tội tình. Bài sáu, có sao gặp kỹ hung đồ, giấu đầu nhưng vẫn thấy lòi cái đuôi, hành vi ta thử ngắm coi, thực con quỷ đói, ôi thôi bị bàn, cội chi bắt phải lỡ lẹt. Bài bảy, cỡ sao ta gặp kỹ này, đau lòng muốn chết với mày cho xong. Thiền nguyên chẳng thấy anh hùng, chồng con đâu thế quân hung đó mà, tội chi ai nỡ buộc ta. Bài tám, cỡ sao gặp kỹ côn đồ, lốt thiền, lốt cợt nhưng hồ mượn oai. Khó mà giấu giếm được ai, đuôi kia vẫn lộ ra ngoài khó coi, tội tình chi mấy thương ôi. Bài chín, cớ sao gặp phải người chồng, thực quân mèo mã gà đồng chẳng sai. Mắt như cứu vợ trong hoài, nhân duyên trắc trở từ trời buộc ta, chúng ta có tội chi mà. Nàng vừa viết xong chín khúc ngâm trên thì trời đã sáng. Họ mã vội vàng thức dậy thu xếp hành trang, định để từ giả kinh thành. Chẳng ngờ trong lúc đương dọn thì trung ông tới thăm và hỏi hôm nào quý khách thường lộ. Xin đáp, đi ngay bây giờ. Trung công nói tiếp, vậy thì hơi gấp quá, vì theo lệ thường, khi thành thông xong, ắt phải có lễ lạ mặt vào ngày thứ ba. Bởi thế hôm nay tiểu điện lại sắp xếp một mâm nhượng nhạc, định để tiến hành. Vậy xin quý khách nhận lời, rồi sẽ sớm mai lên đường cũng tiện. Mã Quy nghe Trung ông nói thế không lẽ chối từ, đành phải ở lại một đêm. Rồi sáng hôm sau, chàng liền mướn một chiếc xe để Thúy Kiều ngồi, còn mình thì cưỡi một con lừa già khom, chất lên mấy món hành lý, bắt đầu rời bỏ kinh thành. May sao lúc ấy ông bà viên ngoại cùng với Thúy Quân, Vương Quang cũng vừa tiến đến. Thúy Kiều vội vàng xuống xe tạ bốn bái, rồi khuyên cha mẹ trở về giữ gìn sức khỏe trong lúc tuổi già, để cho các em đặng nâng bóng. Ông bà nức nở đáp, còn về phần con phải nên giữ ngọc nghìn vàng. Nói đến đây, người hầu như nghẹn thở, nói không ra lời. Riêng phần họ mã, xem ra có ý vội vàng, luôn luôn thúc giục. Ông bà năn nỉ hết lời, y cũng không chịu ở lại. Bởi thế cả nhà đành phải tiện theo ra hết năm dặm đoạn đình, rồi mới thấy cha con Trung lão sách hồ bưng hộp đón mời. Này quý khách về Nam, vậy xin có chén rượu tiễn, chúc câu thường lộ bình an. Mã Huy thấy thế tất tự xuống ngựa tạ rằng, đa tạ lão gia, đêm trước chúng tôi đã đến quán ngã, hiện giờ còn phản phất hơi men, thế mà hôm nay vẫn còn người viện tống, khiến cho chúng tôi cảm động biết bao. Nói xong, mọi người cùng vào trong đình dự tiệc. Trung công lại còn trao riêng cho Thúy Kiều một hộp món nhắm với hồ rượu để cùng vương bà ngồi bên trong. Về phòng Thúy Kiều, kể từ hôm đón dâu đến hôm nay, nhân có dịp này mẹ con mới có dịp gặp riêng để nói những câu tâm sự. Vương bà vội hỏi, từ ấy đến nay con xem tình y thế nào? Nàng đáp, mẹ ơi, thân con đã lọt vào tay người ấy, cái sống thì chẳng mong gì, còn như cái chết thì đã căm sẵn. Bà hốt hoảng, tại sao thế con? Nàng đáp, thưa mẹ, người ta thường nói, bước chân vào cửa, liếc mắt ba cái đã hiểu quang cảnh trong nhà. Khi ba con nó đã biết tư cách con người, vậy nay con xem người ấy, đối với nô bọc, bên ngoài ra vị tớ thầy, nhưng xét rõ bên trong cái mì một lứa, đâu phải nề nếp đại gia, chỉ khiếu đóng vai mô phạm, để lừa thiên hạ đó thôi. Còn như việc mua tiểu thiếp, chẳng tiếc mấy trăm bạc, đó là hành vi của nhà phú hộ, nhưng xem anh này có vị ma mảnh, đâu phải là cách hào hoa. Chả thế sao mà khi đón dâu về phòng, thấy y có vẻ dùng dằn, tự như không dám thành thân, trong mãi đến lúc canh khuya mới nhập phòng. Thư hỏi hạng người thiên kim mãi thiếp, ngàn vàng mua thiếp đâu lại như thế.
chẳng qua là hạng mượn tiếng mua thiếp để làm món hàng sinh lời chi đây. Hơn nữa, nếu phải nhà cử phú dám bỏ một món tiền lớn để mua nàng hầu ở nơi thành thị, nghĩ đâu lại trả lương hàng năm để mà tiêu giao cho vị ngu trí, cớ sao vừa mới hôm trước thành thân mà sáng hôm sau đã toan quay gót. Lại như bảo rằng vì lễ sợ vợ lớn cho nên chẳng dám ở lâu, vậy đã sợ oi sao dầm sao còn dám đi mua tiểu thiếp, một thiếp đem về để tống vào hàm sư tử hay sao? Thật là vô lý. Vậy cứ ý con thì anh chàng này chưa chắc đã có vợ cả, và nơi trú quán chưa chắc đã phải lâm thanh. Chẳng phải cứ con làm vợ mà chỉ cứ con để làm mối hàng, nếu không thì chàng này cũng là một nhà hát gì đó. Khả nghi nhất trong khi nhắc đến vợ cả, xưng hô có vị nhỏ nhàng, lúc gọi tứ bà, lúc kêu má má, lúc kêu là đại nương chứ không nhất định. Và con thấy bọn gia nhân nói với y rằng: "Ngày này ở nhà người đợi lâu lắm rồi đó, khiếp nên thu xếp về ngay." Y đáp: "Phải, tôi biết tú bà có tính đa nghi, y rằng bà ấy sẽ là kiếm chuyện, vì hôm nay có việc gian dở, không còn cách gì thoát thân. Thôi thành để đến phong ngày mai ta đi sớm vậy." Lại như sáng nay, bọn gia nhân kia vào thức con, chúng kêu ngay rằng: "Thí kiều, thí kiều!" Mau mau thức dậy, chải đầu ăn cơm. Thế vậy con liền đưa mắt nhìn chúng, chúng liền nổi giọng: "À, quên, dì nương, dì nương." Thử hỏi trong khắp thiên hạ, có người vợ thiếp của ông chủ nào lại bị gia nhân coi rẻ như vậy? Ấy là còn bao nhiêu chuyện đáng nghi, còn không kể xiết. Nhưng chỉ mấy điều đó cũng đủ chứng tỏ rằng nhà này không phải là nhà lương thiện. Thôi thì thân con ngày nay cũng đành sống gửi đất khách, thác trúng quê người, nên phó mặc ông sanh định đoạt. Vương bà nghe con kể như vậy, đau đớn vô cùng, toàn khóc trống lên. Nhưng khóc thì y bất lợi trong lúc tiễn hành, bà muốn nín thì nín chẳng được, nên ngay lúc ấy bên ngoài dục giả, nàng phải lên xe, mọi người mới oà lên khóc. Cha con trung lão không thể nén được cảm động, vội vàng từ biệt ra về. Còn lại gia đình vương ông thì lại chuyển thêm đến đập lý trường đình, tràn đình 10 dặm mà vẫn quấn quýt muốn lưỡi chia tay. Mã Quy lấy thấy làm nóng ruột, khen rằng: "Thôi trời đã về chiều, xin mời ông bà trở lại. Chúng tôi nhận thấy xưa nay cha mẹ tiễn chân con về nhà chồng chưa bao giờ tiễn xa đến thế." Vương ông thấy vậy năn nỉ mãi dám sinh: "Thôi thì từ đây trở đi, chút phận bồ liệu ở chốn tha hương, trăm sự người chở người che, ơn ấy là chẳng dám quên." Nói tới đây hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng. Mã Quy thấy cha con vẫn ra chiều quyến luyến, không chịu rời tay, y rằng ngộ nhỡ xảy ra tai biến, nên mới đánh bảo thề rằng: "Việc đó dám xin ông bà chớ ngại, tôi xin nguyện có trời đất chứng minh. Đối với lệnh ái, nếu Mã Quy tôi đem lòng phụ bạc, thì tấm thân này sẽ bị đem ra băm làm trăm mảnh. Thôi thì giờ đây, trong lúc lên đường, ông bà cũng nên cầu cho chúng tôi may mắn mọi sự, chứ cũng đừng nên quá tâm bệnh rịnh đến nàng." Thủy Kiều thấy thế cũng khuyên cha mẹ và hai em nên trở lại nhà. Thế rồi mọi người cũng phải đành gạt lệ chia tay. Muốn biết rồi đây thế nào, xin đợi hồi sau sẽ phân giải.